Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày cuối tuần ngày hôm nay. Như anh em cũng có thể thấy là ngày hôm nay chúng ta đã gặp nhau tới 2 lần. Đấy, vừa nãy tôi có livestream giải rồi. Và như anh em cũng đã biết là cái giải hôm nay thì phải nói thật sự là cái chất lượng của nó là không được tốt cho lắm. Mà nói thẳng ra thì nó rất là kém. Đấy, chính vì thế là tôi nghĩ là một cái buổi livestream giải thì nó không thể nào mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của anh em trong cái việc xem clip. Đấy, xem cái nội dung auto chat trên kênh tôi. Chính vì thế hôm nay thì buổi tối thì chắc chắn là tôi sẽ ra thêm một cái clip nữa để bù đắp cho anh em. Đấy, nhá anh em nhá. Thì như thường lệ đầu clip thì xin được cảm ơn các anh em đã donate. Cảm ơn anh em Nguyễn Đình Hiếu và anh em Trần Mạnh Quang đã donate cho tôi. Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là sinh nhật của anh em Nguyễn Đình Hiếu. Vì vậy xin chúc anh em Nguyễn Đình Hiếu luôn vui vẻ, hạnh phúc, cống hiến hết mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân. Mong rằng bác sĩ luôn khỏe mạnh để mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa. Đấy, và cũng cảm ơn bác sĩ đã donate, phải nói là top donate của kênh. Đấy, và anh em biết tại sao lại hôm nay mà tôi lại biết được sinh nhật của anh em Nguyễn Đình Hiếu không? Bởi vì anh em Nguyễn Đình Hiếu, anh em donate cho tôi đúng vào ngày sinh nhật của anh em. Thế là nó hiện lên anh em ạ. Đấy, thế là tôi mới biết được là ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Đình Hiếu đấy. Chứ còn nếu mà anh em Nguyễn Đình Hiếu mà hôm nay không donate thì chắc tôi cũng không biết ở đâu. Thế nên là đấy nó cũng là câu trả lời cho các anh em mà đến cái ngày sinh nhật ấy mà tôi không chúc mừng sinh nhật là bởi vì tôi không biết anh em nhá. Tôi không biết. Đấy, còn tôi biết thì chắc chắn là tôi chúc mừng sinh nhật anh em luôn. Đấy, mà nói chung là tôi nói cái này ra không phải là vì là tôi bảo anh em donate cho tôi à, tôi mới chúc mừng sinh nhật anh em. Thực ra kênh này nó dễ tính lắm. Anh em chỉ cần là cái ngày sinh nhật của anh em ấy, anh em cho tôi vào một cái comment ở phía dưới là hôm nay sinh nhật tôi. Đấy, Tuấn Cơm chúc mừng sinh nhật tôi một cái là chắc chắn là tôi sẽ chúc mừng sinh nhật anh em luôn nhá. À, nếu mà anh em sinh nhật ngày hôm đấy thì có thể, rất có thể là tôi sẽ tặng anh em là có yêu cầu chơi một cái gì đấy, tôi sẽ tặng anh em rất là đơn giản. Đấy, tặng một trận đấu mà anh em muốn chơi cái gì đấy tôi sẽ tặng anh em. Ok chưa? Ôi chết mẹ, thế này có ôm rơm lặng bụng nhỉ? Biết đâu đấy hôm đấy lại có mấy ông sinh nhật đểu, sinh nhật giả lại yêu cầu vì làm sao nhỉ? Biết đâu là như thế. Thì thôi cứ coi như là xuất trình chứng minh thư là xong nhá. Xuất trình chứng minh thư. Đấy. Rồi. Và ngày hôm nay trong clip này thì tôi xin được chia sẻ cho anh em một trong những cái lineup mạnh nhất của tôi. Phải nói là cái lineup tối thượng. Bí kỹ God Bomb. God Bomb là một trong những cái bộ mà tôi phải nói với anh em là rất hay nhá. Mà anh em chắc là cũng rất ít khi được xem tôi ra clip. Đấy. Trước đây là ở những cái buổi livestream ấy là tôi chơi rất nhiều. Đấy, nhưng mà thường là nó sẽ là đến ở những cái buổi livestream rất muộn. Đấy. Chỉ có anh em nào mà ngồi với tôi đến khoảng 2-3 giờ sáng thôi. Đấy, đây là một cái bộ rất mạnh. Một trong những cái bộ mà phải nói là thông thạo 10 của tôi và cũng là bí kíp của tôi đấy. Đấy, nhưng mà xây dựng không đơn giản, nó chỉ là gót đỏ bom đâu anh em. Đấy, nếu mà anh em nghĩ đến cái việc là tôi chơi gót đỏ rồi tôi kẹp con bom vào thì không phải nhá anh em nhá. Đấy, nó chỉ là cái bộ gọi là sơ đẳng thôi, cơ bản thôi. Còn cái bộ này hôm nay tôi sẽ chơi cho anh em cái cách xây dựng nó như nào cũng như là cái cách chơi như nào để ra một cái bộ God Bomb phải nói là tối thượng nha anh em nhá. Ok, let's go. Hôm nay chúng ta sẽ chơi God Bomb. Và đây cũng là yêu cầu của anh em Lê Anh, một trong những anh em hội viên của kênh. Thực ra thì tôi nói thật là nếu mà không có anh em Lê Anh ý mà yêu cầu cái bộ này thì tôi cũng không chơi đâu. Bí kỹ thường tôi ít tiết lộ lắm. Thật là như thế. Đấy, còn chả qua là vì là anh em Lê Anh là có yêu cầu. Và đây cũng là một trong những cái bộ mà thông thạo nhất của tôi. Chính vì vậy tôi không thể từ chối. Đấy, còn bình thường nếu mà không ai gọi là yêu cầu thì chắc chắn là tôi lảng đi thôi nhá. Không bao giờ chơi đâu. Chắc chắn là như thế đấy. Tất nhiên rồi, bí kí phải giữ cho riêng mình, như đéo ai lộ ra. Lộ ra để cho ngày mai lại trong rank một đống luôn anh em ạ. Đông lắm. Tôi nói anh em biết là hôm trước là chơi cái con mèo là y như rằng là ngày hôm sau là toàn là mèo thôi anh em. Toàn mèo nhảy TikTok thôi. Thế nên là tôi biết cái điều đấy là tôi rất là hạn chế ra những clip cái kiểu dạng như thế này. Đấy, anh em có thể hỏi các anh em mà ngày trước xem livestream của tôi là anh em cũng biết. Thường là những cái buổi livestream đấy là gì anh em có biết không? Là buổi tối là tôi cũng phải livestream rất muộn nhá. Để chơi những cái lineup kiểu như kiểu dạng như bí kỹ ấy, là chơi rất muộn để cho ít người biết thôi. Lúc đấy chỉ rơi vào tầm khoảng, nói đâu đấy nó chỉ khoảng 80 người thôi, 80 người xem thôi. Đấy, và hôm sau nhá là không có up lại clip đấy. Tức là hôm sau là coi như là clip đấy nó chỉ rơi vào coi như là quên lãng luôn. Tức là không có cho public. Đấy. Còn ông nào mà xem buổi livestream trực tiếp
hoặc là ông nào là đăng ký hội viên thì ông đấy mới coi như là được xem lại. Đấy, còn cái buổi đấy là chắc chắn là không có cắt ra, không có up lên. Đấy, nhưng mà bây giờ thì bây giờ tôi coi như là bỏ qua cái việc là stream rồi thì thôi 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 thì bây giờ bù đắp lại cho các anh em mà chưa biết đến những cái lineup mà hay ho như thế thì hôm nay tôi chơi nhá. Chả mấy khi mà tiết lộ đâu, thế nên là anh em phải nói là rất là may mắn đấy. Ai mà xem được cái clip này thì quá là may mắn luôn, thật may mắn lắm đấy anh em ạ. Đấy nhá, nên là anh em cố gắng anh em tận hưởng cái sự may mắn của anh em đi. Ok rồi, mà cái trong cái clip tôi tiết lộ bí kỹ là thường là không phải chỉ là có tiết lộ gọi là vu vơ đâu đấy, mà trong cái tiết lộ đấy nó lại còn có cả cái cách xây dựng nhá, cái cách chơi, cái cách tư duy, cái cách xây dựng để nó lên được cái bộ đấy nó như nào đấy, nó lại như thế cơ chứ không đơn giản nó chỉ là cái đội hình cuối game đấy. Còn ông nào mà ông tua thì ông cứ tua nhá, tôi cũng không cấm cái việc ông tua đâu đấy, cứ tua đi, tua một phát đến cuối đi để xem God Bomb nó như nào đấy, tôi không cấm đấy, nhưng mà vấn đề là cái chỗ ở giữa cơ. Chứ còn cái cuối thì nó lại đơn giản lắm anh em ạ. À, anh em lên được cái độ cuối thì không nói làm gì, lúc đấy thì là vô địch rồi đấy, nhưng mà cái tầm ở giữa ấy nó là cái tầm quan trọng, xây dựng như nào nó khỏe cơ đấy, để mà nó có thể là form được cái đội hình cuối game, thế là kinh khó đấy, không dễ đâu anh em ạ. À, nên là phải biết được cái cách xây là từ mua cái con gì đấy, bắt đầu xây từ từ mua những cái con gì đầu game đấy, dần dần thì nó mới ra được cái đội hình cuối game cơ, chứ không đơn giản anh em ạ. Không đơn giản đâu. Rồi đấy, anh em thấy tôi bắt đầu mua những cái con mết vào rồi nhá. Đấy, và anh em biết gì không, anh em biết là như nào không, từ từ bình tĩnh đấy. Rồi rồi, bắt đầu có human này rồi, human thì chúng ta up luôn, up cấp lên cấp 6, level 6 nhá anh em nhá. Ok rồi, chúng ta sẽ có những cái cuốn sách đầu tiên để cho cái bộ này. Trận đấu này thì tôi không có cái blink nên là tôi tạm thời là tôi ghép cái chiến thắng, tôi lấy cái chuỗi thắng anh em ạ. Mà anh em biết tại sao phải đánh chuỗi thắng, bởi vì nếu mà không thắng được thì sẽ không có sách. Đấy chính là cái lý do tại sao là phải chốt đồ ngay từ đầu. Đấy, đầu là đầu game là phải lấy đồ luôn chứ còn không đợi được. Chơi riêng chơi cái bộ này không đợi được anh em nhá. Có đồ thì mới thắng được. Ok chưa? Rồi. Hay lắm. Nhưng cái round này chắc chắn là thắng rồi. Thực ra cái round vừa rồi không cần up cấp vẫn thắng. Đấy, vứt tạm với con sát thủ ra, con thị vệ ra. Ui rồi ôi, được quá nhở anh em nhở. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi. Từ từ đã, nhưng mà human chưa đủ đâu. Cứ bình tĩnh. Như này đã này. Rồi. Vẫn giữ 3 mét anh em ạ. Bây giờ đam chính ý, nó là cái con Heaven Bomber chứ không phải là cái con rồng hay là con Agali. Chính vì thế là chúng ta sẽ phải giữ 3 mét ở trong đội hình. Đấy, để đảm bảo cái sức mạnh của đội hình. Rồi, còn cái con thị vệ thì tôi sẽ để lên level 7 tôi cho vào anh em nhá. Level 7 cho một con 2 sao vào cũng ok. Nói chung là mặc dù là nó chả liên quan gì đến cái đội hình này cả nhưng mà nó khá là ok. Cho vào khá là mạnh. Tất cả những cái con nào mà nó lên được 2 sao đầu game chơi hết anh em ạ. Đầu game mà đánh bằng 2 sao mà. Đầu game là phải đánh bằng 2 sao. Synergy là không quan trọng 2 sao đâu anh em ạ. Đầu game cứ 2 sao là mạnh. Bản thân những cái skill của những cái con 2 sao ấy nó đã khỏe hơn những cái con 1 sao rất nhiều rồi. Đấy, những cái skill của nó đam to. Anh em thấy không? Này, như này. Ăn được không? Khỏe chưa? Ui giời, vẫn ăn được này. Vẫn ăn được, hay quá. Có chuỗi rồi. Mèo này. Mèo cho vào là có mech luôn. À, nếu mà thế thì lên 7 là kẹp mech vào ngon hơn anh em ạ. Nếu mà lên 7 kẹp mech vào là ngon hơn. Rồi, xem gặp bé thỏ chứ. Gặp rồi mới đau như này. Gặp ở round 4 anh em ạ. Thế là chúng ta gặp ai nữa nhỉ? Xem là tính xem là ra 11 gặp ai. Rồi ok. Ivan. Ivan 3 con 2 sao. Ba con 2 sao thì nói chung là vẫn ăn được. Nhưng mà để an toàn thì có thể up cấp. Và đánh chắc bài up cấp lên. Khả năng là vẫn phải up cấp anh em ạ. Đánh cho nó cẩn thận.
ba con 2 sao là nó cả vấn đề đấy anh em. 2 sao đầu game mà. 2 sao đầu game tôi nói rồi, nó rất mạnh. Nó không phụ thuộc vào CLG đâu, mà bọn nó vốn dĩ trưởng của nó bắn nó đã khỏe rồi anh em ạ. Đấy, vốn dĩ trưởng của bọn nó bắn nó cũng đã rất khỏe. Chính vì thế là nhiều khi là mình có 2 con 2 sao ấy thì cảm giác như là nó chưa an toàn lắm. Đấy. Thế thôi, chắc chắn là up cấp lên rồi. Up lên 7 cả đã. Up 7 cho thêm một con 2 sao nữa vào, đánh 3 con 2 sao giống đối thủ. Gặp đối thủ mà mạnh thì bắt buộc phải thế thôi, chứ còn bây giờ mà chơi lại chơi kiểu tiết kiệm để chết, đến lúc mất chuỗi này rồi thì toang anh em ạ. Không phải giữ được cái chuỗi này. Giữ chuỗi nó là ưu tiên hàng đầu đấy, để xây dựng được cái đội hình tối thượng phải giữ được chuỗi. Anh em thấy không? Thằng này nó khỏe chứ nó không yếu đâu anh em ạ. Khỏe đấy, không yếu đâu. Chính vì thế là nó phải đủ bài mới ăn được. Rồi ok ok ok. Trời rất cẩn thận với vị trí tấn công. Mặc dù tôi cảm giác như là nếu mà tôi không có cho con thị vệ vào thì tôi vẫn ăn được nó. Ui, thằng kia mất chuỗi rồi. Chán thế nhở. Hai con mèo này. Hai mèo thì phải lên 8 mới cho vào được. Này á. Không, như này thì mất sách. Thế bỏ mết ra. Bỏ mết ra thì. Ủa. Bây giờ đánh bằng đam vào con mèo. Bỏ mết ra. Thực ra chơi như này thì đam là đam từ con mèo đấy, chứ không phải đam từ con Heaven Warmer đâu. Thôi được rồi. Cũng được. Ok, hai con mèo thì nó cũng rất là mạnh. Đam của nó là đam thuần anh em ạ. Khá khỏe. Chính vì thế tôi cũng không cần kẹp mết vào nữa. Đấy, còn những cái con như là con Heaven Bomber thì nó sẽ phụ đam. Nó sẽ phụ đam phía dưới là đam sát thương ma pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ phụ ở phía dưới. Thế này được không? Ok hơn không? Đấy, bởi vì đằng nào thì cũng không có sát thương phép. Ok. Đây rồi. Đấy, cho kẹp mech vào thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ mech chúng ta roll để kiếm 6 human sớm anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi 6 human sớm. Đấy, mặc dù là bây giờ là có 6 human rồi đấy, nhưng mà anh em nên nhớ là bây giờ có chuỗi. Chính vì thế là chắc chắn là ừ. Anh em Dương Việt Trần chào tôi kìa. Ok, chào anh em Dương Việt Trần cái nhở. Đấy, về căn bản là bây giờ có chuỗi thì không thể nào mà tham mấy cuốn sách được anh em ạ. Không phải tham mấy cuốn sách được. Phải giữ sách thôi. Rồi. Ok, chúng ta vẫn phải ưu tiên cho cái việc là chuỗi nha anh em nhá. Tiền nó ở đấy đấy, tiền nó ở chuỗi này mà ra này. Đấy. Còn đầu game như này là chúng ta có 3 cuốn. À, chúng ta có một cuốn sách và một cái công nghệ mech là được rồi anh em ạ. Thì nó cũng là 4 tiền đấy. Thay vì việc chúng ta có 8 tiền thì chúng ta cũng có 4 tiền thì cũng được rồi. Mỗi round thêm được một chút. Về căn bản là nó giữ được cái chuỗi này anh em ạ. Để cho chúng ta có thể slowball được. Slowball rất là quan trọng. Rồi đến round quái thì tôi mới cho vào nha anh em nhé. 6 human này tôi nghĩ là sẽ phải form ở level 9 ấy. Mới 6 human đấy anh em. Tầm này chưa đủ mạnh. Roll nhẹ cái nào. Đấy. Không ra gì nhá. Chưa đủ mạnh anh em ạ. Chưa đủ mạnh để chơi. Cứ từ từ đã. Bây giờ tôi chỉ cần bỏ ra. Bỏ hai con mèo đi là tôi yếu ngay. Tầm này bây giờ yếu rồi. Đấy, bỏ hai mèo đi để tham để cho human vào đúng không? Đấy, kết hợp với cả mấy con 2 sao nhưng mà không ăn thua đâu anh em ạ. Hai con mèo 1 sao ở đầu game nó gánh lắm. Anh em thấy không? Rụt đam mạnh chưa cả. Nhảy có 2 phát thôi mà đam đã 3000 mấy rồi. Đam nó là đam chủ lực ấy. Mèo nó đam chủ lực đầu game ấy. Ok. Rồi, đây là nó sẽ là cái đao quái này. Chúng ta sẽ bỏ 6 human vào anh em nhá. Tận dụng sách ở đao này. Ok.
cái lý do mà tại sao mà tôi up cấp ấy, sẽ có nhiều anh em thắc mắc tại sao cái quả này up cấp lên 8 luôn trong khi vẫn là rau quái. Bởi vì là nếu mà up cấp ấy, mà không up cấp thì tôi nghi khả năng là cái đội hình này ấy, nó sẽ toang rau quái ấy. Anh em ạ, toàn 1 sao thôi mà, human toàn 1 sao. Cái vấn đề là nếu mà không up lên 8 thì tôi sẽ phải bỏ một trong hai con 2 sao quan trọng là con Heaven Bomber hoặc là con Skybreaker kia thì khả năng toang là rất cao. Nên là thôi, chấp nhận là hy sinh một chút tiền nhưng mà chắc chắn là được sách anh em ạ. Thực ra là một chắc chắn là có sách là sách này nó sẽ gỡ lại được hết đấy mà. 8 tiền đấy, 4 cuốn sách là 8 tiền đấy anh em. Mà nếu mà có sách là rau sau là chúng ta có thể là một phát là up lên 9 luôn, xong kẹp hai mèo vào luôn. Đấy. Ok chưa? Đủ tiền mà, đủ tiền lên 9 mà. Rồi. Wow, ok luôn. Lên 9 anh em ạ. Lên 9 luôn là chúng ta sẽ kẹp được hai con mèo vào nữa. Đấy, để như này thì chưa chắc đã ăn đâu. Mà lên 9 thì chắc chắn ăn. Chắc chắn là sẽ thắng bây giờ đến cái lúc mà lên được 11, 12. Ok chưa? Rất ổn áp nhá. Bởi vì bây giờ mới ra 16 thôi anh em ạ. Ui dồi ôi, mèo lên được 2 sao. Áp luôn nhỉ? Up luôn rồi anh em ạ. Tầm này qua round 15 hai mèo một sao yếu rồi. Bây giờ lại cần phải hai sao nhiều. Đấy. Rồi cho thêm vào có thêm cả công nghệ max nữa. Là mỗi round là chúng ta không những là có 8 tiền mà chúng ta có tới 10 tiền cơ, một round cơ. Vừa có free up cấp được có vừa có free roll, quá ngon luôn. Đấy, mặc dù xả hết tiền nhưng mà bây giờ là chúng ta rất mạnh nhá anh em nhá. Ok chưa? Dam thì có rồi, dam ở phía dưới là có rất nhiều. Không cần thiết là phải là có mèo để lấy dam nữa anh em ạ. Ở dưới chúng ta có Flame Wizard 2 sao rồi, có cả Heaven Bomber 2 sao là gây đam được. Ok. Rồi. Đấy, bây giờ là cứ up thẳng lên 10, lên 11 thôi. Roll tiếp này. Đấy, rồng này, ra rồi. Ok chưa? Rồi. Bao giờ đủ bộ rồng là chúng ta bỏ công nghệ mech đi thôi. Bây giờ thì vẫn cứ tận dụng được anh em ạ. Tận dụng được thì cứ chơi thôi. Ghép cái huyết trượng được này. Ở đây là chúng ta có thể ghép được cái huyết trượng cho Flame Wizard cũng được. Ghép huyết trượng sớm. Đấy, và bây giờ tôi xin nhắc lại anh em nhé, là chúng ta đang trên cái con đường xây dựng cái bộ God Bomb này anh em. Một trong những cái bộ mạnh nhất ở trong game này đấy. Nhưng mà nó rất khó chơi nha anh em nhá. Tôi cũng khuyến cáo trước cho anh em là nếu mà anh em có ý định là chơi thì anh em cân nhắc. Anh em cân nhắc kỹ. Và nếu chơi anh em có thể xây dựng như là tôi đang xây dựng như này nha anh em nhá. God Bomb. Ok. Rồi chúng ta có sách rồi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt ở đây. Đấy rồi. Bây giờ chỉ còn cần con Thunder Spirit 2 sao thôi nhở. Ui dồi ôi, lúc đấy thì mạnh lắm anh em ơi. Huyết trượng nó tích đủ nhá, nó tích đủ 10 cái xong rồi. Mà cái con Thunder Spirit này nó lên 2 sao, dồn đồ cho Thunder Spirit thì thôi, úi rồi. Lúc đấy thì cái chuỗi này tôi nghĩ là nó phải kéo dài đến lâu đấy. Đấy đó. Tuyệt vời anh em ơi. Thôi cái thời điểm hiện tại là chúng ta có thể bỏ mech đi rồi. Bỏ mech để chơi 3 rồng luôn. Nhanh em nhá. Ok. Bây giờ nó gọi là nó thừa đam rồi anh em ạ. Không cần phải 2 sao nữa, bây giờ lại phải chơi bằng Celeji. Tầm này Celeji bắt đầu mạnh rồi. Hay quá. Bây giờ con Dragon Claw lên 2 sao nhỉ. Ui xôi ôi. Đập luôn như gì nữa. Ôi xôi ôi. Xong rồi anh em ơi. Rồi. 5 rồng luôn. Đùa anh em ạ. Ơ? Lên 10 mới được. Lên 10 mới chơi được 5 rồng. Ok, thôi tạm thời cái này đã. Lên 10 là có 5 rồng anh em ạ. Ok. Quá ok luôn. Rồi. Được đấy. Dragon Claw nói chung là 2 sao thì cũng tín luôn, 4 đô 2 sao anh em ạ. Đập trứng luôn không ngại. Tận dụng con này 2 sao để chúng ta có thể để gia tăng được khoảng cách giữa tôi và đối thủ. Bây giờ tôi có sách
tôi sẽ gia tăng được cái khoảng cách level. Ok, chúng ta sẽ lên 10 sớm thôi anh em ơi. Này rồi. Rồi, chúng ta sẽ lên 10 sớm rồi. Yên tâm anh em ơi. Bây giờ là chúng ta kẹp được 4 Clive vào cơ. Rất mạnh nhá. 4 Clive vào xong rồi lại drone Clive làm con co chính. Lại 5 rồng nữa. Đấy thì 4 Clive là nó có giáp rồi. Có giáp cho con rồng này, con rồng này thoải mái đánh luôn. Đấy, chắc chắn con rồng nếu mà nó có chết thì nó sẽ chết cuối cùng. Đấy, nó chết cuối cùng là ok rồi. Nó sẽ là con trụ lại cuối cùng để nó có thể là kiếm được cái cuốn sách. Rồi, tuyệt vời. Round sau là tôi có thể là kẹp 5 rồng vào. Kẹp 5 rồng là có thêm 3 mét nữa đấy anh em. Rất ok luôn. Rồi. Ok. Xếp làm sao để các cái con cần được bắn trưởng thì nó ở bên trái anh em ạ. Thế được rồi. Ok, những cái con không bắn trưởng thì đứng ở bên phải thôi. Ok. Chuyện này ổn đấy anh em. Tí nữa cái con Kunkka lên 2 sao tôi thay cho cái con Avenger Clive. Avenger Clive bỏ ra thôi. Đấy, khi nào ra già thì bỏ Avenger Clive ra. Ok. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Được thế nhở? Được quá nhở? Bây giờ qua nhà bé thỏ cắt chuỗi bé thỏ phát nào. Xin chuỗi bé thỏ cái. Ừ, khỏe rồi anh em ơi, khỏe lắm rồi đấy. Dark Spirit này. Mua con Siren, mua con Siren nữa anh em ạ. Đây. Rồi ok. Anh em mua những cái con gì tôi mua nhá. Tất cả đều sẽ là những cái con ở late game. Đấy, tuy nhiên là những cái gì mà có những cái con mà late game nó sẽ mua nhưng tôi vẫn chưa mua. Đấy, tôi bỏ qua. Và có những cái con thì tôi sẽ phải mua luôn. Bởi vì đủ một cái là tôi chuyển luôn. Có những cái con cần trước và có những cái con cần sau. Đấy thì tùy anh em. Anh em có thể là theo tôi hoặc anh em có thể theo anh em cũng được nhá. Nếu mà thường với cái cách chơi như này thì đấy, tôi có kinh nghiệm thì anh em có thể theo để cho nó tối ưu hóa cái tốc độ form đội hình cho nó nhanh. Ok. Vớ vẩn ra này thua à? Ok. Không 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 không. Thua làm sao? Thua làm sao được? Đờ ra không cửa like vẫn còn đứng đây. 6 cửa like cơ mà. Không thể. Rồi. Ui hay quá. Được anh em ơi. Đây rồi. Đây nhá, tôi ra bom rồi nhá anh em nhá. Chuẩn bị chơi thôi. Đó, chuẩn bị chơi con bom này. À nhưng mà không. Không anh em ạ, từ từ đã. Lên level 11 đúng không? Thì kẹp bom mà chưa mạnh anh em ạ. Đấy, từ từ đã. Bây giờ lên level 11 kẹp Thunder Spirit 2 sao vào. Clear cho nó nhanh. Đấy, con Thunder Spirit này nó được hỗ trợ bởi cái bộ 3 mét nữa. Là nó sẽ rất khỏe. Tôi còn có cái huyết trượng nữa mà, đúng không? Là cho cái con Thunder Spirit nó tạm thời được gánh tem. Đấy, xong tí nữa khi nào mà cái con bom này nó cho vào được thì chắc là phải lên level 12 nhá. Level 12 chơi được. Ok, mạnh lắm rồi đấy. Chúng ta sẽ trên cái con đường xây dựng cái bộ gót bom tối thượng anh em ạ. Gót bom tối thượng luôn đấy. Không thể mạnh hơn được nhá. Mà khi mà đã form được cái đội hình đó thì chắc chắn là nó là vô địch luôn. Nó sẽ là vô địch. Thắng tất cả các đội hình nhá anh em nhá. Không thua bất cứ một đội hình nào đâu trong game này nhá. Chấp cả Ngộ Không 3 sao trong bộ beat. Chấp Ngộ Không 3 sao trong bộ beat luôn. Đấy. Nói thẳng luôn là chấp Ngộ Không 3 sao trong bộ beat luôn. Không có cửa luôn. Ngộ Không 3 sao trong bộ beat cũng thế thôi. Ra thử biết ngay. Đấy, nhưng mà tất nhiên là chuyện này làm gì có thằng nào mà lên được Ngộ Không 3 sao. Đấy, nhưng mà nếu mà kể cả có Ngộ Không 3 sao thì tôi cũng không sợ. Bộ này mạnh lắm anh em. Rồi. Đang trên con đường lên 12 đấy anh em. Rất mạnh. Ui ui, đây rồi, một con nữa thôi. Một con bom nữa thôi anh em ơi. Rồi.
Full 6 human đã, 6 human ở đây là đủ rồi, bây giờ thiếu con già đúng không? Nhưng mà cái đội hình này thì nói chung là cũng không cần con già anh em ạ. Bởi vì tương lai thì cũng sẽ bán con già thì thôi, không chơi già đâu. Đấy mà già ra muộn quá thì thôi, cũng bỏ luôn. Chúng ta chỉ chơi là 3 mét thôi là được rồi. Đấy, còn nếu mà muốn chơi 6 mét ấy thì lên 12. Lên 12 là chơi 6 mét. Nhưng mà cũng chả cần đâu anh em ạ. Lên 12 tôi kẹp bom vào. Bom cũng khỏe mà anh em. Kẹp bom vào level 12 ấy là chúng ta được kết hợp bom với cả hai exit nữa. Bom lổ nó cũng sẽ khỏe hơn đấy. Đổ chán nhỉ. Ui bây giờ mới ra già nhưng mà không sao. 6 mét. Được. Đấy. 6 mét này. Ok chưa? 5 dòng 6 mét. Rất ok. Đây nữa, sao Zipper mua thôi. Đây rồi, rớt, hay quá. Tuy nhiên là con rớt này chưa cho vào được, hết slot rồi anh em ạ. Đấy, con rớt này sẽ cho vào sau. Bây giờ cần phải giữ human. Đấy, nên là tôi sẽ không thể bỏ được cái con bếp nào ra. Rớt này thì sẽ không tín được bằng Thunder Spirit 2 sao đâu anh em ạ. Thunder Spirit 2 sao, đam nó chắc chắn là nó quét được, nó gây đam được. Còn rớt thì thực ra là nếu mà nó giật với con rớt một này thì nó không tin lắm. Với cả cái thứ hai là nó có thể giật trượt. Đấy là nhiều khi là cũng không được gọi là tin dùng trong những cái trường hợp mà nó chưa lên được 2 sao. thằng này kinh nhỉ. Hai con Queen of Pain à. Nhưng mà bay màu nhanh thôi anh em. Tôi chơi 5 rồng mà, 5 rồng 6 mét thì anh em biết sức mạnh của bộ này rồi đó. Đấy, 5 rồng 6 mét vào phát nó tung trưởng dọn toàn bộ đội hình địch luôn. Nhất là những thằng chơi Goblin như vừa rồi thì rất là sợ. Kinh quá nhở. Bé thỏ chuỗi cũng kinh đấy. Bé thỏ chuỗi căng phết nhở. Nhưng mà gặp tôi thì cũng mất chuỗi thôi. Mà đéo gặp à. 10 round rồi chưa gặp. Anh em ạ à, chơi Glacier gộ không kìa. Có ngộ không rồi, tí nữa ngộ 02 không? Cho ngộ 02 vào đấm thử nào. Ngộ 03 còn chả ăn được chứ đừng có nói ngộ 02. Anh em cứ đợi đấy rồi tôi cho anh em xem. Bé thỏ căng đấy, căng đấy. Đấy, căng phết đấy nhở. 6 Glacier kết hợp với ngộ 0 và 2 Meteorite à? À đâu, không, có 1 Meteorite thôi. 6 Glacier kết hợp với ngộ khu lock anh em ạ. Ui dồi, thằng này sắp đi rồi. Thằng này nó cứ tham 4 con gấu. Anh em ạ, à, vẫn còn chơi 4 gấu kẹp 6 mét á, cứ tầm này á. Chơi gặp 5 rồng của tôi thì vào thổi chết ngay. Không ăn thua anh em ơi. Mà chắc là nó đi rồi đấy. Nó gặp bé thỏ đấm đi ngay. Đấy, tôi biết ngay mà, tham quá. Tầm này là phải 5 rồng mới chơi được anh em ơi. Còn gấu gì tầm này nữa. Cứ tham con gấu. Thôi rồi, đủ bộ nha anh em nhá. Này, bây giờ bắt đầu chuyển này. Đấy, bắt đầu sớt vào nhá. Rồi bây giờ già là giải tán này. Ok. Con này vào. Rồng này. Hai tia ghép luôn. Hút máu trừ giáp. Rồi ok. 6 mét cái đã. Vẫn 6 mét. Chuyển dần dần anh em ạ. Con già nó ra bởi vì là bây giờ bỏ ra thôi. Tôi nói ra đuối rồi. Hay quá anh em ơi. Đẩy hết anh em ạ. Đi nhà nào đẩy nhà đấy thôi. Tầm này đi nhà nào đẩy nhà đấy thôi. Bé thỏ với thằng Trung Quốc cắt chuỗi cơ. Ảo thật. Rồi thôi tôi bán mấy con mết đi đây. Chơi không chơi mết anh em ạ. Chuyện này tôi chơi gót bom mà. Nên là tôi không chơi mết. Mết là giải tán thôi. Đây nha anh em nhá. Ok. Chúng ta sắp form đủ đội hình rồi đấy anh em. Rồi bây giờ kiếm Aegis vào thôi. Kiếm Aegis vào là được. God Bomb kết hợp với cả Aegis với cả 5 rồng anh em nhá, cực kỳ mạnh. Đấy, tuy nhiên là Aegis thì tôi nghĩ là ấy ui giờ bom 2 sao rồi này. Càng đấy. Càng đấy anh em ạ. À.
Rồi từ từ thôi, cứ từ tốn. Đây rồi. Bom này nó lổ một phát là chết hết. Anh em thấy chưa? Ui dồi ôi, bom lổ một phát 10.000 đam kìa. Mê. Căng quá anh em ơi. Căng thật sự ấy. chưa đâu anh em, từ từ bình tĩnh. Đây gót đây, gót đây, gót đây. 4 gót không cần 4 gót đâu, chắc chỉ 2 gót thôi anh em ạ. 4 gót thì cũng mạnh đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là chỉ cần 2 gót thôi. Tuấn ao trình thế pro. Ao trình gì đâu anh em. Vẫn đánh như bình thường mà. Vẫn đánh như bình thường mà anh em. Có gì đâu mà ao trình. Rồi. À ao trình đéo gì. Tao berserker 3 là xong à. Úi dồi ôi, tôi nói rồi cái con ngộ không lên 3 ấy, còn đéo xong. Sao lại có bạn có vị coi như là tự tin quá không nhỉ. Sống ảo à. Sống ảo hay sao mà berserker 3 là xong. Không có xong đâu bạn ơi. Gót bom tối thượng ở đây mà nói là xong. Xong thì đéo nào. Làm thế nào mà xong được bạn ơi. Cho hẳn bạn ấy có tôn độ 03 đấy. Xem như nào. Rồi. Ok. Đồ tôi dồn full như con bom luôn anh em ạ. Trận này ấy, theo tôi đánh giá là không cần phải 4 gót đâu, chỉ cần 2 gót thôi. Tôi đủ cái đồ để nó có thể là giảm cooldown rồi. Tôi đủ tôi có hai viên ngọc giảm cooldown. Đấy, chính vì thế là trận này có khi là tí nữa bỏ vào kẹp 4 warlock vào anh em ạ. Chơi 4 warlock kết hợp với cả 4 Aegis Seed và 2 gót thôi. Quá mạnh rồi. Này, nhìn nổ này. Nổ một phát là đi luôn, kể cả là nó là Goblin nhá anh em nhá. Nổ cái này thì nó không ngại Goblin luôn. Bộ này nó trừ hết giáp rồi còn đâu nữa mà ngại Goblin. Phải lắm anh em ơi. Căng thật sự. Thôi bỏ con gót ra anh em ạ. 4 warlock. 4 warlock là ok. Ok, rồi. Làm gì có cửa bạn ơi. Chơi 5 rồng rồi vào một phát là cả cái bọn Glacier là em biết tại sao nó đuối không. Tôi cho con tôi có kẹp Medusa ở đây, kẹp Siren ở đây. Vào một phát là hóa đá luôn. Làm gì có kịp đấm để mà tăng stack đâu. Ôi rồi bạn ở đây bạn còn kẹp cả vào Marine. Tôi có đâu có chơi Med đâu. Tôi đâu có chơi là sát thương ma pháp mà bạn kẹp Marine vào làm gì hả bạn ơi. Ui rồi ôi. Nổ lại, bom nổ lại, bom nổ lại. Bùm. Ôi rồi ôi. Chồng kìa. Kẹp Marine ạ. Vãi đái thật. Không có Marine, kẹp Marine vào á. Thật là như thế luôn. Ôi rồi, chơi sát thương này là sát thương vật lý bạn ơi. Đấy, ui rồi, bomba. Bomba thì đỡ làm thế nào đây. Cho bạn thấy con Berserker 3 hay sao nào. Thấy bảo Berserker 3 là mạnh đúng không. Đấy cho đi, cho đối thủ con Berserker 3 đi. Hy vọng là có thể có được cái con Berserker 3 để thể hiện sức mạnh của Berserker 3. Đùa, thật như thế luôn. Ngộ không Berserker 3 các thứ xem có ăn được không nhá anh em nhá. Mà nói chung là làm gì có cửa mà nhấc tay lên đâu mà đòi ăn anh em. Vừa nhấc tay một cái là bị hóa đá luôn. Hóa đá xong một cái là bom nổ, là chết hết. Làm gì còn sống được nữa. Rồi ôi anh em ơi, như này. Đấm được mấy cái. Đấm được mấy cái. Berserker chưa kịp hóa đá xong thì đã chết mất rồi. Ôi giời ơi. Trời ơi, thế này thì sống làm sao đến round thứ 35 bạn ơi. Round 34 đã đi rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. Anh em thấy cái bộ của tôi chưa. Line up gót bom với tối thượng thế này làm sao mà đỡ được anh em. Bom 2 6 warlock, à 4 warlock kết hợp với cả 4 Aegis Seed. Không cần phải 6 Aegis Seed anh em ạ. 4 Aegis Seed tăng khả năng hồi máu cho bom. Bom lổ phát hồi máu luôn. Quá mạnh luôn. À, hết tiền rồi. Đối thủ chắc chắn đã đi ra này rồi. Không có đỡ được nữa. Rớt 2. Rớt 2. Úi dồi ôi, không lên được rồi. Tôi còn định bom 3 cơ nhưng mà đối thủ chết sớm quá.
Ngộ 02 à? À, Ngộ 02, Ngộ 02 cũng thế thôi. Tôi bảo Ngộ 03 còn chết. Ui, lổ vắt chết mẹ luôn Ngộ 0. Ôi rồi anh em thấy không, Ngộ 0 mềm chưa? Lổ phát chết luôn, bay màu luôn Ngộ 0 anh em ạ. Mặc dù là có giảm sát thương rồi đấy nhá, giảm 25% sát thương đấy, nhưng mà gặp cái bộ này thì toang ngay. Anh em thấy không? Càng không? Anh em thấy bộ này xứng đáng là cái bộ tối thượng chưa? Chắc chắn rồi, bộ tối thượng trong game đấy anh em ạ. Rồi rất là cảm ơn anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái bộ bí kíp khác của tôi nhá anh em nhá. À, nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con mèo nó nhảy TikTok nó hay ho như thế nào anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một siêu phẩm máy chém 4.0 nhá anh em nhá. Xem đã lắm, tin tôi đi, xem đi hay lắm anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.